Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chào mừng các em thiếu nhi đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon. Kem ơi, thật là vui vì ngày nào chị Giọt Sương cũng được gặp các bạn nhỏ đáng yêu của chương trình nè. Kem có thích được gặp chị Giọt Sương không? Chắc là có đúng không? Ngày hôm qua chúng ta được nghe kể về câu chuyện gì các bạn nhỏ của chị còn nhớ không nè? Đó là câu chuyện về 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Kem có biết không, trong khi ông Môi-se còn đang ở trên núi Sinai nhận lãnh bản luật pháp từ nơi Đức Chúa Trời, thì dân Israel lại làm những điều sai lầm, phạm tội nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Để biết đó là gì, sự việc đã diễn ra như thế nào, thì các em hãy cùng với chị Giọt Sương quay ngược dòng thời gian để cùng khám phá nhé! Ngày xưa... Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se lên trên ngọn núi Sinai. Môi-se ở tại đó trong 40 ngày. Trong suốt thời gian đó, Đức Chúa Trời chỉ cho ông biết kiểu mẫu của một đền tạm hay nhà thờ. Con cháu của Israel phải xây dựng một nơi thờ phượng Chúa trong suốt hành trình của họ. Đức Chúa Trời cũng ban cho Môi-se hai bảng đá. Trên đó, Chúa đã dùng ngón tay của chính Ngài viết ra 10 điều răn. Trong khi Môi-se ở trên núi với Đức Chúa Trời, dân Israel đã yêu cầu A-rôn một điều sai quấy. Họ nói rằng, hãy đến đây làm cho chúng ta một thần để chúng ta thờ phượng, vì chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với Môi-se rồi. A-rôn không có tính kiên định như Môi-se, nên ông nói, hãy luộc lấy tất cả vàng đeo trên tai vợ con của các ngươi đem lại đây cho ta. A-rôn nấu chảy vàng ra và đúc nên một tượng bò con bằng vàng. Ông ta mang tượng con bò con bằng vàng ra trước mặt dân sự. Họ đã la hét lớn, hỡi Israel, đây là thần của các ngươi, vị thần đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Rồi A-rôn xây một bàn thờ và nói rằng, ngày mai ta sẽ có đại lễ cho Đức Giê-hô-va. Sáng sớm hôm sau, dân sự đã thức dậy và dâng của lễ thiêu cho con bò vàng. Họ đã đãi tiệc, ăn uống say sưa và nhảy múa trước tượng con bò vàng này. Đức Chúa Trời bảo Môi-se phải nhanh chóng đi xuống trại của người Israel vì họ đang làm điều sai trái. Môi-se đã cầu xin Đức Chúa Trời thương xót cho Israel và hủy diệt dân sự của Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời đã tha cho dân Israel được sống và sai Môi-se xuống với họ, mang theo hai tảng đá. Môi-se vô cùng đau buồn khi ông thấy dân sự đang làm điều sai trái chung quanh tượng con bò vàng. Ông ném hai bản luật pháp bằng đá tan nát thành từng mảnh. Ông xô tượng bò vàng xuống đem đốt nó và nghiền ra thành bột, rồi rải xuống nước. Ông bắt dân sự uống nước đắng đầy bụi vàng. Sau đó, Đức Chúa Trời ban lại cho Môi-se 10 điều răn được khắc trên hai bảng đá khác. Mỗi giờ. Yeah, con muốn nghe. Yeah, con muốn nghe.
ông ơi, người dân Israel được Chúa chăm sóc, dẫn dắt mỗi ngày. Thế mà, khi ông Môi-se vừa rời họ một tí, họ đã quay mặt lại với Đức Chúa Trời, tìm kiếm một thần khác để thờ phượng. Thật là đáng trách và vô ơn với Chúa quá, phải không các em? Chúa là cha nhân từ, đầy tình yêu thương, vì vậy chúng ta chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi, các em nhé. Chúa sẽ rất buồn nếu như các em không nhớ đến Ngài, không vâng lời Ngài đó. Còn bây giờ thì đã đến giờ đi ngủ rồi nè, không nên chơi hay là nói chuyện quá khuya các em nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, và ngày mai sẽ thức dậy uể oải lắm đó. Các em có những thắc mắc hay là chia sẻ gì thì hãy gửi về cho chị Giọt Sương qua số điện thoại 0932656141 hoặc bình luận nhắn tin qua fanpage của Quanh Quay các em nhé. Nào, chị Giọt Sương thân ái chào tạm biệt và chúc các em ngủ ngon. Ngủ đi.